Hello mọi người, lại là mình đây sau Kim. Cảm ơn bạn lại quay lại kênh chuyện thường ngày của mình. Hôm nay mình lại mời bạn của mình để ngồi tán gẫu một chủ đề. Thì chủ đề ngày hôm nay là chết. Và mình cái chủ đề ngày hôm nay là như vậy, bằng một cái từ đấy. Và mình cũng sẽ không soạn kịch bản nào hết, mình sẽ không có reason nào hết, mình chỉ là ứng tác với nhau, đưa ra một cái từ vựng và bọn mình sẽ ngồi nói chuyện với nhau như hai người bạn bình thường, trong một cái cuộc hội thoại về một cái chủ đề mà mình tự nảy ra trong đầu. Hello mọi người, rất vui được gặp lại các bạn. Như ai đã follow mình thì cũng sẽ biết là bạn của mình đã từng có một cái tập collab với mình với một cái chủ đề là tại sao lại không nghe podcast. Và bây giờ bạn ấy trở lại với một chủ đề khác với mình. Thì nhắc tới chết á, từ chết thì mình nghĩ tới cái khoảng thời gian mà mình còn nhỏ. Khi mà nghe tới từ chết thì mình rất là sợ. Bởi lẽ là khi mà nhắc tới từ này, mình sẽ hình dung tới cái đám ma. Và đám ma thì sẽ có tiếng chuông, rồi tiếng trống, và những đoàn người đi theo sau và khóc. Và đặc biệt là sẽ có một cái hòm khiêng. Và cái hình ảnh đó, nó khi chỉ cần nhắc tới cái từ đó thì cái hình ảnh đó là xuất hiện ra. Và mình rất là lo, kiểu như là mình sợ, mình không thích nghe tới những cái từ như vậy. Điều thứ hai nữa, khi nhắc tới chết thì sẽ gắn liền với những cái hình ảnh như là những câu chuyện về ma, những câu chuyện về linh hồn. Và tất cả những cái điều đấy nó dẫn tới một điều là khi mà nhắc tới cái từ này, mặc định trong đầu mình đó là một điều xui, một cái điều không có dễ dàng để mà ngồi nói chuyện thoải mái khi mà nhắc tới nó. Và hay là đơn giản nó sẽ liên tới những cái vụ tai nạn, và xảy ra những cái tai nạn biến cố. Và đó là lý do, đó là thời gian trước đây, khi mà còn mình nghĩ là trước năm 30 tuổi thì mình vẫn có mang một cái tâm lý như vậy với một cái suy nghĩ về cái từ chết này. Ở hiện tại thì cái từ chết của mình nó khác hơn, nó có thể khi nhắc tới từ đó thì mình lại nghĩ nó nhiều cái hơn, nên là mình dễ dàng nói về nó nhiều hơn. Tại thời điểm hiện tại thì mình nghĩ tới từ chết là mình sẽ nghĩ tới là những cái đám ma. Bây giờ vẫn nghĩ tới cái chuyện đấy, nhưng mà mình không còn lo lắng, không còn sợ như ngày xưa nữa, mà mình nghĩ là cái đám ma đó sẽ mất bao nhiêu tiền, và họ sẽ tổ chức như thế nào, và cái chết đó thì người thân mình họ sẽ đón nhận nó như thế nào. Và bản thân mình là người chứng kiến cái chết đó thì mình, cái tâm lý của mình sẽ phải như thế nào, và mình làm sao để vượt qua được những cái chuyện không may mắn diễn ra. Cái chết đó là một cái chết sinh học, còn cái chết về memory, về trí nhớ với người khác nữa thì sao? Thì đó là những cái điều mà mình đang nảy ra khi mà nghĩ về cái chết. Không biết là bạn của mình nghĩ về cái gì về cái từ chết này nhỉ? Thật sự thì hiện tại ta cũng không nhớ được là ngày xưa mình đã từng quan niệm về cái chết như thế nào. Có một câu chuyện thì nhớ được, là lúc nhỏ chưa có hiểu lắm về chuyện chết và sao sống là sao, nhưng mà ở nhà ba mẹ có kể về chết xong thì nếu mà sống là con ngoan trò giỏi thì chết thì lên thiên đàng, còn nếu mà hư mà bất hiếu hay là làm điều xấu xa xã hội gì đó thì chết phải xuống địa ngục. Thì lúc đó là bắt đầu mang lại cái cảm giác là sợ chết, nhưng mà không hẳn là sợ chết mà là sợ xuống địa ngục. Bởi vì trong trí ức của một đứa nhỏ thì địa ngục nó quá kinh khủng. Thì cái đó, cái duy nhất mà đã nhớ về chuyện mà cái chết ngày xưa. Chưa hiểu lắm về cách trách nhiệm hay là những cái cảm xúc diễn ra sau khi chết, nhưng mà chỉ nhớ là nếu mà chết mà chẳng may mà mình chưa có kịp làm con quan trò giỏi mà mình phải xuống địa ngục thì rất là sợ địa ngục. Tới bây giờ thì cũng một thời gian ra rất dài rồi, và đã đọc khá nhiều quan niệm về cái chết, và cái trải nghiệm hành trình sống của mình thì nó cũng đã thay đổi, làm thay đổi suy nghĩ của mình. Hiện giờ thì nói về mà cái chết hiện tại, liệu mình có sợ chết không? Thì mình không có, mình đang tự hỏi bản thân mình, cũng nhiều lần tự hỏi bản thân, thì có vẻ như mình cũng có sợ, nhưng mà cái sợ không phải là chết, mà là sợ những cái cảm giác tiếc nuối. Ví dụ như là có những việc mình vẫn đang muốn làm, mà nếu mà chết đi thì coi như là không làm được nữa. Ví dụ chết đột ngột đi thì không được làm nữa. Những kế hoạch hay là những cái thứ mình hay ho, mình vẫn đang đọc, vẫn đang làm, đang chơi á, những cái tận hưởng cuộc sống hay gì đó, tự nhiên bây giờ chết đi mình không được làm nữa. Cảm giác nó vui giống như là ngày hôm nay đang chơi một cái game rất hay đi,
tự nhiên ngày mai vì lý do nào đó mình sẽ không được chơi cái đó, vĩnh viễn không được chơi nữa, thì đó một cảm giác là tiếc nuối. Rồi cái thứ hai là một cảm giác sợ, vẫn không phải là sợ cái chết mà là sợ cái chuyện mà mình hiện giờ mình vẫn có một số cái gọi là trách nhiệm đi, tạm gọi là trách nhiệm với cuộc sống, ví dụ như với vợ, với con, với ba mẹ gì đó. Mình thì cũng không phải một người sống có trách nhiệm đâu, nhưng mà nếu như mình một đột ngột mình chết vậy thì những cái chuyện thường ngày mình làm cho mình làm tạm gọi là làm vì con cái, vì gia đình gì đó, thì nó sẽ để lại một khoảng trống ở đó. Thì mình có một nỗi lo là khoảng trống đó nó có để lại một tác hại gì lớn với gia đình mình không? Gia đình có những người bạn thân yêu của mình hay gì đó thì họ có phục hồi được sau một đủ thời gian họ phục hồi được không? Hay là khoảng trống đó nó sẽ bị khuyết sâu? Thì điều đó là cái mình sợ. Thì mà mình nghĩ lại thì như hiện tại thì không có sợ, mà sợ cái chết thì đúng nghĩa là sợ nó, mà là một hai cảm giác. Một cảm giác tiếc, tiếc nếu như đã chết và phải bỏ những cái bỏ lỡ những cái đang làm. Thứ hai là sợ, là lo lắng về cái trách nhiệm của mình để lại có liệu có được bù đắp hay không. Ok. Vậy bạn nghĩ như thế nào về cái chết sinh học và cái chết danh tính? Câu chuyện này như chúng ta cũng có bạn với nhau, có một nhà sư nào đó thì phải, thầy nó nói về ý nghĩa của sự bất tử khi mà cái tên hay là hình ảnh của mình vẫn còn nằm trong ký ức một người nào đó. Có nghĩa là ví dụ như mình đã mất chết rất lâu rồi, nhưng mà có một người nào đó, dù con cháu hay là một người nào bất kỳ nào đó, người ta còn nhớ tới tên mình, nhớ hình ảnh mình, thì lúc đó mình, tức là mình vẫn còn sống. Tới chừng nào mà không tất cả mọi người trên thế giới đều lãng quên thì lúc đó mình mới thật sự là mình tan biến đi, tiêu biến đi. Thì cái đó là mình hiểu, cái đó là gọi là mình đang gọi là cái chết linh tính. Còn cái chết sinh học thì nó đơn giản là nó không không còn nữa thôi. Có điều ở đây cũng đặt ra một câu chuyện là ngày xưa cũng là vấn đề về game nha, chơi game mà chắc có lẽ trong phim nó cũng có, trong truyện cũng có, đó là ví dụ như khoa học kỹ thuật phát triển, người ta có thể ghi lại được cái memory của mình lên trên máy tính đi, thì sau khi mình chết đi á, toàn bộ memory, toàn bộ cảm xúc của mình nó nằm trên máy tính đó, và những người thân của mình vẫn có thể nói chuyện với mình thông qua những cái nền tảng kiến thức của mình đã được ghi lên đó. Thì có thể nó sẽ không phát triển thêm, nhưng mà nó vẫn sẽ đối đáp với họ y như là mình đối đáp với họ. Thì khi đó thì nó là một câu chuyện thỉnh thoảng cũng đang suy nghĩ, nếu mà đã ghi chép được lại như vậy thì có thật sự mình đã chết. Khi mà bạn nghĩ bạn nói tới cái chuyện là ký ức được lưu lại trên máy tính và có ai đấy vẫn còn quan tâm, vẫn còn follow thì nghĩa là mình vẫn còn đang tồn tại á, thì tự nhiên nó làm cho mình nghĩ tới cái chuyện có khi là cái cơ thể sinh học của mình vẫn còn đang tồn tại nhưng mà cái chết về danh tính của mình nó đã xuất hiện, nghĩa là cái chết danh tính của mình đã xuất hiện, có thể là nó xuất hiện trước khi là cái chết sinh học của mình diễn ra. Khi mà nhìn với góc nhìn như vậy về về cái chết thì mình cảm thấy nhắc tới cái chết nó rất là phong phú, chứ nó không còn gói gọn trong cái chuyện là khi còn nhỏ mình cái thế giới quan của mình khi mà nhìn thấy chết là sẽ có những cái sự lo sợ như ma quỷ hoặc là những cái sự đau buồn mà trước mắt mình thấy nó có vẻ phong phú hơn cái từ chết mà hiện tại mình cảm nhận. Chết thì nó cũng là một khái niệm trừu tượng. Nếu mà người ta mới phân ra là chết sinh học và chết danh tính, cũng có thể có nhiều cách chết khác. Có câu mà có những người chết năm 20 tuổi mà tới 80 tuổi mới chôn. Mỗi chủ đề thì chủ đề chết sinh học, cái chủ đề chết sinh học thì có lẽ chúng ta cũng không có quá gì quá nhiều thứ để nói về nó. Nhưng mà hiện giờ thì cái chủ đề, cái câu chuyện mà chết danh tính, có thể là mình đang suy nghĩ về nó nhiều hơn, tại vì nó là một câu hỏi, một cái vấn đề đi kèm với câu hỏi á, là mình sống, vậy mình sống để làm gì, mục đích của mình sống để làm gì. Có thể mình sống là mình muốn để lại một cái gì đó, mình mong muốn mình để lại một cái thành tựu hay là một cái tên tên tuổi gì đó cho những người sau này chẳng hạn. Mình sợ cái chuyện mà mình chết rồi và đủ lâu rồi người ta lãng quên mất mình, cái mình sợ là mình sợ cái đó, mình sợ cái lúc nào đó là mình không còn ai biết được là mình đã từng tồn tại, thì mình sợ cái chết đó. Bạn có một người hoặc là một cái thần tượng nào đó mà đã có một cái chết sinh học mà bây giờ vẫn còn danh tính họ vẫn còn không? Người thần tượng thì không nói, mà mình nói ví dụ Hitler đi, một người mà dĩ nhiên gọi là trong lịch sử là được xếp vào mà người xấu đúng không,
sử mà thông thường mà chúng ta thường học á, để hiểu đơn giản là 10 xấu, 10 ác hay gì đó, không hiểu sao cũng được. Nhưng mà có lẽ là đối với ông thì nếu mình nói á, là bất tử là cái tên của mình được nhắc tới hoài á, có lẽ là ông đúng nghĩa bất tử. Không có, có lẽ trong lịch sử sau này không có dễ gì mà ông được xóa ra khỏi lịch sử đâu. Ông là một phần quá lớn của lịch sử. Cả rồi xong rồi mình nói nghe cả 16 đi, những người tốt, dĩ nhiên những người tốt mà hay những triết gia hay gì á, những người mà gọi là quá thánh thiện trong thời Hy Lạp hay gì đấy thì họ là bất tử không nói rồi. Nhưng mà cả một người xấu nhưng mà nằm trong mặt mặt xấu của lịch sử, họ vẫn là một người bất tử. Vậy mình mới quay lại câu chuyện là mình sống là làm gì á, mình sống mình nếu mình muốn được ghi danh thì lưu sử sách thì ghi danh như vậy mình có hài lòng không? Giữa là mà một người xấu mà ghi danh lại trong sử sách không ai bạn quên mình, với lại là sống một cuộc đời mà không gọi là, có nghĩa là sống tốt không quá nó nổi bật đến mức mà người ta phải ghi lại cái tên trong sử sách, nhưng mà sống không coi như là đúng với các chuẩn mực xã hội, đúng với lại lương tâm của mình chẳng hạn, và sống một đời mà em mẹ rồi xong sau đó chết đi và đủ một thời gian đủ lâu không ai nhớ tới mình nữa, vậy cái nào tốt hơn? Nếu như với một người mà rất sợ chết thì cái nào tốt hơn? Mày nghĩ sao? Tối mày thì sao? Có thể quay lại câu chuyện mà thiên đường và địa ngục, nếu ví dụ mà thiên đường địa ngục có thật cái mà mình sợ xuống địa ngục thì dĩ nhiên lúc đó là mình, nó vẫn là câu chuyện không phải sợ chết mà sợ cái đằng sau cái chết, tại vì mình không biết đằng sau cái chết là cái gì, và thường thường con người là người ta sợ những cái gì mà buồn mà Nghĩa là nhắc tới từ chết bây giờ là sẽ gắn liền với từ sợ. Và người ta sợ không phải là sợ cái trước cái chết mà người ta sợ sau cái chết đúng không? Nghĩa là nếu mà nói về cái chuyện mà trước cái chết hay là ngay sau cái chết thì vẫn là hai cảm giác này, cảm giác tiếc nuối vì những cái chuyện mà chưa làm là đang làm nó dở, và những cái mà lo lắng là những cái phần còn lại lại. Nhưng mà còn nếu mà nó thật sự sợ là mình sợ cái sự, có lẽ là mình sợ sự mơ hồ sau khi mình chết, sau gì xảy ra với mình, có phải nó chỉ đơn thuần là một giấc ngủ mà mình không cần biết gì nữa không, hay là sẽ có một kiếp sau, hay là có thiên đàng địa ngục cái gì đó, và cái mình nói có thể nó không phải là cảm giác sợ như hiện tại mà cảm giác mơ hồ đó làm cho mình cảm giác bất an, mình thấy không an tâm khi nghĩ vậy chứ. Như vậy là mình đang nghĩ mình là cái đối tượng của cái sự chết. Còn nếu như mà mình là cái đối tượng chứng kiến sự chết thì sao? Nghĩa là mình đang hồi nãy là mình đang nói về cái tâm thế là mình là người sẽ chết đi. Còn nếu mà tâm thế là một người chứng kiến những người thân chẳng hạn hoặc là những người xung quanh phải chết đi á thì cái cảm giác của mình, cái suy nghĩ của mình về cái điều này như thế nào? Cái chuyện này thì theo tôi thấy á, thường thường mỗi ngày đọc báo á sẽ thấy có rất nhiều vụ tai nạn, rồi những cái vụ tai nạn giao thông đi, chết chóc đi, thì cảm giác của tao á, ví dụ như đọc một người hoàn toàn xa lạ không liên quan gì đến mình luôn có một vụ tai nạn giao thông rồi xong rồi chết, ví dụ như là lật xe chết 10 người, ví dụ vậy đi, thì mình gần như là không có một cảm giác gì về cái chết, thật sự là không có cảm giác tiếc thương lo lắng hay gì hết, chỉ là coi coi là cái tình huống đó nó có thể xảy ra với mình không thì mình sẽ cẩn thận. Thì tôi nghĩ cái đó là mức độ đầu tiên của cái chuyện mà cái chết của người khác, khi mà họ quá xa lạ với mình và mình không có cảm giác gì cả, thì có thể là cái lúc đó cái chết của cái cảm giác cái chết của con người là cái chết của những sinh vật không phải con người, nó cũng không có gì quá khác nhau, nó mình không có, mình gọi là cái từ tiếng Anh gọi là indifferent, là mình không cảm giác cái họ là có gì không gì, cái chết của họ sống họ chết gì không liên quan tới mình, không có tạo ra một cái cảm xúc gì cho mình. Trường hợp thứ hai là cũng những người xa lạ không quen biết, tuy nhiên cái hoàn cảnh mà cách mà họ chết á, nó có cái gì đó liên quan tới mình, ví dụ như là có thấy một vụ tai nạn giao thông trên báo, nhưng mà ông bố ông chở đứa con đi rồi xong rồi bị tai nạn, ông chết hoặc là đứa con chết hoặc là sau đó, những cái đó nó lại gây một cái cảm xúc mà mạnh hơn cho mình, không cảm xúc mà cảm giác như là họ ở trong một hoàn cảnh giống mình cũng có vợ cũng có con, cái mình gắn cái cảm giác cảm xúc của mình với cảm xúc của họ,
mình tự đặt mình vô trong hoàn cảnh đó, mình sẽ cảm giác như thế nào nếu như mà mình cũng là người trong hoàn cảnh đó, mình chở đứa con mà bị tai nạn, mà đứa con mình mất trước mặt mình. Thì ở đây là đó, một người xa lạ, một đứa nhỏ xa lạ mất chứ không phải là mình. Tuy nhiên á, bởi mình đó, họ có một câu chuyện mà hoàn cảnh giống như mình, nó dẫn tới là cái cảm xúc của mình được đặt chỗ đó, hơi một dạng có đồng cảm nha, mình không không gọi nó là đồng cảm, nhưng nó là một dạng mà mình cảm giác mình đặt câu chuyện của mình vô họ, vào mặt nào đó trong một khoảnh khắc đó mình đọc cái đó, mình có những cảm giác sợ, cảm giác đau buồn thoáng qua cho tới khi mình quên câu chuyện đó, quên nhanh thôi, nhưng mà cái thời điểm đó có những cảm giác mà đau đau lòng nó thoáng nổi lên. Còn về mà người thân mình mất á, thì câu chuyện đó nó cũng đang coi mỗi ngày, nó đều coi để mà tập trước, luyện trước cho cái suy nghĩ của mình á, nó chuẩn bị sẵn sàng, tại vì mình hiện giờ mình là 30 cũng hàng U30 U40 rồi kiểu đó, thì cũng gọi là phải bắt đầu chuẩn bị cho cảnh mà sẽ có những người thân của mình qua đời, ba mẹ mình hay là ông bà hay là những người có khi bạn bè mình sẽ có những người lần lượt qua đời, thì đây là cái giai đoạn mà mình phải chuẩn bị tâm lý để mà mình đón nhận. Thì cái đó cái ta vẫn coi hàng ngày, ta đọc khá nhiều về cái chuyện mà ở không phải ở nước ngoài, cả ở Việt Nam hay là một nơi luôn, tìm những idea mà của những người xung quanh mình á, hay những người trên thế giới á, họ có những quan niệm như thế nào về họ ứng xử như thế nào khi người thân mất, họ suy nghĩ như thế nào khi người thân mất, và mình tìm thử một cái suy nghĩ tích cực nào đó mà nó phù hợp với lại suy nghĩ của mình. Không phải suy nghĩ nào cũng phù hợp, không phải suy nghĩ tích cực cũng đúng, có những cái điều mà họ tích cực được nhưng mình thấy mình không tích cực được, không thể suy nghĩ gì họ được, nhưng mà thỉnh thoảng cũng đọc thấy rồi một một cái góc nhìn, một cái suy nghĩ nào đó mà cảm giác phù hợp với mình, thì mình nó tạo thành một cái niềm tin cho mình, và đó là một sự chuẩn bị để cho mình, bản thân mình khi mà người thân mình mất á, thì mình không cảm mình sẽ cảm giác đau lòng tiếc thương vừa đủ để mà mình vẫn tiếp tục sống sống tốt được, mình vẫn tiếp tục thực hiện rất nhiều của mình. Nói tới đây thì tao nghĩ tới cái giống như là những người mà có đạo, ví dụ Thiên Chúa đi, thì đối họ khi họ mất á, người thân họ mất thì họ sẽ có khóa, thì họ sẽ nói là đã được Chúa gọi về, thì khi mà họ có niềm tin như vậy á, cái chuyện mà chết với họ, người thân mất đi với họ là họ vẫn tiếc thương nhưng mà nó vẫn điều nó nhẹ nhàng, họ không quá đau buồn và họ thêm đó một điều tự nhiên, thậm chí nó có khi nó là một điều tốt, nếu họ thật sự tao nghĩ là họ thật sự tin như vậy á, thì họ sẽ thấy điều đó điều tốt. Như vậy là nếu như mà ai đấy sống trên cuộc đời có một cái niềm tin thì họ sẽ dễ dàng đón nhận cái chết hơn, đúng không? Có lẽ trong đạo Phật gì, trong mỗi tôn giáo đều vậy, có một cái niềm tin vào một cái gì đó, họ khi họ có niềm tin á, họ sẽ đỡ cảm giác mà mù mờ về cái chuyện xảy ra sau cái chết. Ví dụ như là đâu kiếp luân hồi đó, hình như không phải đạo Phật đúng không? Phải đạo Phật không? Có Đạo Phật đúng không? à, đạo Phật, nhưng mà ý là trong cái theo cái sự hiểu biết của tao á, thì đó là theo những cái mà người ta giảng ở đạo Phật Pháp ở Việt Nam và Trung Quốc, còn gốc mà đạo của Bồ Đà luôn á thì ta không có tìm thấy cái tài liệu là gọi là luân hồi cho lắm, hoặc là ta chưa tìm thấy, hoặc là nói chung là ta cũng chưa rõ lắm với cái chuyện này. Nhưng mà với cái quan điểm của tao thì cái đạo Phật nó như là một triết học và tao vẫn đang follow á, thì tao không có giảng giải được nhiều cho mày. Nhưng mà cái sự luân hồi thì theo cái kinh nghiệm nghe Phật pháp của tao thì người ta vẫn hay giảng như vậy, là có kiếp sau hoặc là phải sống tốt để kiếp sau được được đầu thai có cuộc sống tốt hơn, Nghiệp tiêu quả đúng không? Nghiệp kiểu như đời vậy. phải Đó tiếp là lại cái được. tao nghĩ đó là giống như là cái cách người ta diễn giải để truyền bá cái thuyết Phật pháp thôi. Vậy nó cũng là một niềm tin. Mình tin là có kiếp sau, có nghĩa là chết nó không phải là hết, và sẽ có cái những cái nghiệp và những cái sẽ tạo thành cái quả trong kiếp sau, nghiệp tốt và nghiệp xấu. Thì nếu như mình thật sự mình đã có niềm tin đó rồi, mình sẽ cảm giác bớt mù mờ đi, quan trọng là mình tin rồi mình sống theo đúng niềm tin đó, vẫn có thể vẫn sợ chết nhưng mà
không không ở trong tâm thế mình sẵn sàng đón nhận nữa. Vậy theo tôi hiểu là mày tin vào khoa học hơn đúng không? Mày cũng mày không có theo tôn giáo nên là mày sẽ có một cái niềm tin về khoa học hơn. Không phải ở không giáo, nhưng mà hiện giờ thì khoa học là một điều thú vị hơn đấy ta. Vậy theo cái sự hiểu biết của mày về khoa học thì cái chết của khoa học là nó như thế nào? Sau cái chết của khoa học. Cái chất khoa học thì nó cũng là cái chất sinh học ấy. Khi mà các cơ quan như nói đơn giản dễ hiểu là não ngừng hoạt động, tim ngừng đập, và sau đó cơ thể là coi như là các hoạt động của sự sống nó mất đi, các hoạt động trao đổi chất hay là hoạt động duy trì một cái cơ thể này nè nó mất đi, và nếu mà để yên đó thì bắt đầu nó qua chế độ hoại tử mà tự và nó tự phân hủy hay sao mà các vị mình hiểu sao rồi đó. Thì nó là cái khoa học thì cũng là cái giá sinh học. Nó không thú vị như là trong tôn giáo đâu. Vậy mày có mong muốn là mình có một cái chết mà mình không có lo lắng, lo sợ không? Kiểu mình đối nhận cái chết mà nó không có cái cảm giác là bị mơ hồ, bị sợ như lúc đầu mày nói á. Đó mà lý tưởng nhất á là sống cuộc đời và làm được tương đối nhiều những gì mà mình muốn, đời sống tới cuối đời mà có con cái nó là đầy đủ, mà mình con cái nó sống cuộc sống cũng mình tạm yên tâm gì đó, mình cũng không có gì đó thối tiếc, và xong mình chết già giường như gì đó, đó là cái chết lý tưởng. Thì lúc đó dĩ nhiên là trong trước khi mình chết thì cũng sẽ ai cũng sẽ có nuối tiếc á, làm gì có hơn là ai sống cuộc đời mà quá hoàn hảo đến mức mà làm được mọi thứ. Nhưng mà lúc đó thì cây okay, sẵn sàng nói những cái giấc. Ta có đọc câu chuyện những cái không biết có đúng tất cả mọi người không, nhưng mà theo tao đọc á, đa số những người già thì cái một độ tuổi nào đó khi mà họ không có nhiều sức khỏe để mà họ làm này, những hoạt động này nọ nữa, thì họ cũng không quá thiết tha với lại cuộc sống, có nghĩa là họ đón nhận cái chết dễ dàng hơn. Thường mình nói thì kiểu ông bà mẹ mình hay chết vui á, kiểu hồi thằng già thôi tôi chết cho rồi, nhiều khi họ nó không phải tiêu cực quá đâu, mà gọi là họ chết chết cũng được, già sống cũng được, chết cũng được, cũng không có vấn đề gì đó. Thì có thể mình tới mình tuổi già rồi, khi mình không có cơ thể mình nó sẽ có nó tự nó chuyển qua một cái về mặt sinh học á, nó tự chuyển qua một cái trạng thái mà mình dễ chấp nhận cái nhận chết đó. Còn bây giờ mình nghĩ chứ, ví dụ như mình đang làm rất nhiều việc, có rất nhiều dự định, rất nhiều cái để hưởng thụ, mà mình nghĩ dù mai chết đi mình thấy tiếc, chưa kịp làm phim, chưa kịp coi hết truyện, chưa ra hết, Conan chưa kết thúc. Thì bản thân tao khi mà nghĩ tới cái chuyện cái chết thì nó cũng xoay xung quanh những cái vấn đề đó thôi. Tao cũng hàng ngày cũng đọc những cái sách, những cái tài liệu hoặc là nghe những cái podcast liên quan tới cái chết để mà mình có một cái góc nhìn khác về cái từ này, cũng như là cái cách mình có thể đón nhận được cái chết của bản thân hoặc là chết của những người xung quanh một cách đỡ bị sốc hơn á. Thì bản thân tao thấy là cái chuyện mà mình đón nhận một cái chết trước giờ nó là một cái gì đó nó rất là sốc. Tao luôn chứng kiến, tao tao thì không có phải trải qua cái chuyện đó, nhưng mà tao đã thấy rất nhiều người bạn bè của tao thì cái kiểu họ phải rất là sốc và khó khăn để vực dậy cái chuyện đấy. Và tao cũng cũng lo lắng cho bản thân mình về cái chuyện mà mình phải chứng kiến một cái chết, nên là cái chuyện phải phải học cái điều đấy ở những cái nơi khác hoặc là tìm hiểu nó cũng là một cái quan trọng ở thời điểm hiện tại của tao. Chuẩn bị tâm lý khi mà nó đến thì mình không quá sốc nữa. Bởi vì tao khi mà tao sốc quá thì tao dễ bị là tao tao sẽ không có hoặc kiểu như là không có đủ bình tĩnh để xử lý những cái thứ xung quanh, bởi vì mình hiểu rằng là cuộc sống thì vẫn tiếp diễn, cho dù cái chuyện đó nó có diễn ra với mình, với gia đình mình hay bất cứ kỳ ai thì cái cuộc sống này nó vẫn cứ tiếp diễn và mọi thứ nó vẫn cứ trôi. Thì điều mà tao mong muốn là mình có thể quay lại con đường của cuộc sống nó nhanh nhất có thể, và không phải
phụ thuộc vào nhiều người quá để mình có thể đứng lên ấy. Bởi lẽ mình cảm giác mình không muốn mình là cái gánh nặng cho những người khác thì nghĩ tới đấy thôi. Mọi thứ đều phải có sự chuẩn bị và luyện tập. Ừ. Nếu mà mình thờ ơ với nó thì khi nó xảy ra thì mình không, tạm gọi là không có đủ kinh nghiệm hay mà không có đủ bản lĩnh để vượt qua, nghe hiểm lắm. Ok, ta nghĩ là chủ đề hôm nay mình sẽ nói tới đây thôi. Không biết là mày còn có cái ý nào muốn chia sẻ nữa không? Tao có một thắc mắc là ví dụ như á, mày được trong tất cả các khả năng có thể xảy ra sau khi chết đi, nếu mày được tưởng tượng á, thì mày thích cái khái niệm nào nhất về cái chết, sau về cái gì đó sau khi chết, Sau cái chết nào? chuyện gì xảy ra sau khi chết á, thì mày nếu trong tưởng tượng của mày thì mày thích cái điều gì nhất? Ví dụ như là có những người thích lên thiên đàng hay gì đó. Tao nghĩ là cái tao muốn là tao biết cái vũ trụ này như thế nào, nó hoạt động như thế nào á, kiểu là ngoài kia vũ trụ đang, tại vì tao hiểu là trái đất quay quanh ngoài hệ mặt trời, rồi mặt trời quay quanh một cái gì ta, Milky Way à? Đại khái là nó sẽ quay quanh và nó có di chuyển như vậy á, thì nó sẽ tới một cái điểm, thì ta muốn biết là thật sự là mình đang di chuyển tới cái điểm nào, hoặc là nó hoạt động như thế nào. Tại hiện tại là mình ngồi đây nhưng mà thật ra là mình cũng đang di chuyển ấy, thì đôi khi cái sự tò mò đó của tao tao muốn à mình muốn à, zoom ra mình thật sự là biết là mình có thật sự là đang đang sống trong một cái hệ mặt trời và nó đang di chuyển như vậy không, hay là mình chỉ là một cái mô hình giả định lập của một ai đó. Có vẻ đó là một cái tham vọng chăng? Vậy cái điều thích nhất á là sau khi chết xong mày sẽ lên được một tầng tối cao nào đó, và ông sẽ ngồi ông giải thích cho mày hiểu là cuộc sống là cái gì, vũ trụ là cái gì, mày biết được tất cả những điều gì mà mày chưa biết trong khi còn sống. Ê, tao tao muốn muốn biết được điều đấy. Không biết tại sao tao phải làm ngồi đây, tao làm podcast, tại sao tao phải ngồi đây, tao suy nghĩ về những điều này để làm gì vậy? Nó cũng quay lại câu chuyện là mình sống để làm gì, đúng không? Thế nhưng mà nhắc tới cái vấn đề là vũ trụ thì nó sẽ lớn lớn hơn, cái góc nhìn nó sẽ lớn hơn, tại vì ví dụ như bây giờ mình đang nghĩ là sống là phải có nhiều người sống là mục tiêu là phải giàu, phải phải có nhiều nhà nhiều xe, hoặc là phải có danh tính, phải nổi tiếng chẳng hạn. Nhưng mà cơ bản khi ta nhìn ra thấy là nếu mà mình có hết tất cả những cái điều đấy thì sao á, thì còn cái gì nữa, rồi phải như thế nào nữa. Hoặc là có nhiều người họ thích đi ra ngoài không gian để khám phá, mà tại sao phải khám phá như vậy á, không khám phá có được không? Thì đó là những câu hỏi mà xung quanh nó quá nhiều đi, thì không thể nào mà một một người có thể trả lời được, hoặc là một cái con người đơn giản có thể trả lời được, nên là ta nghĩ nó cần cần có thể là một đấng tối thượng nào đấy, hoặc là một cái điều gì đấy thì có thể giải thích được, nó quá lớn. Mày còn nhớ câu chuyện giả tưởng về quả trứng không? Mày có thể kể lại. Một người mất đi, và như câu chuyện mình vừa nói là gặp một đấng tối thượng, và họ biết được một điều á, là họ có thể hiện hiểu là để họ đầu thai, nhưng mà không phải đầu thai, là họ đầu thai lại sẽ thành một con người khác trong lịch sử của toàn bộ nhân loại trên đất. Có nghĩa là có thể bây giờ tao mất, và có khi tao một lúc nào đó tao sẽ đầu thai làm mày, và tao sẽ đầu thai làm ba mình, mẹ mình, bạn bè mình lần lượt như vậy. Hiểu. Coi như tất với câu chuyện đó thì tất cả mọi người trên trái đất thật ra chỉ có mình thôi, hay chính xác là vũ trụ này thì tất cả chỉ có mình, và mình sẽ sống lần lượt từng kiếp mình, rồi sau khi mất xong một kiếp, sống xong một kiếp người, mình sẽ sống tiếp kiếp người khác, cho tới khi á mình sống toàn bộ mọi kiếp người trong toàn bộ lịch sử vũ trụ, và tất cả họ thật ra chỉ là mình thôi. Và cái vũ trụ này, toàn bộ vũ trụ này là nó là một quả trứng, mình là một cái bào thai trong quả trứng. Khi mình đã sống đủ toàn bộ một kiếp người đó,
thì mình quay trở lại cái vũ trụ đó, và toàn bộ ký ức, toàn bộ kiến thức của mình đã học trong tất cả của mọi kiếp người đó, mọi kiếp người trong mọi xuyên suốt của vũ trụ sẽ quay trở lại, và lúc đó là mình đã sẵn sàng để chui khỏi quá trình như một sinh vật, như một con gà mới nở ra đi. Để có nở ra được thì nó phải đủ trưởng thành trong quá trình đó. Thì đối với vũ trụ này là toàn bộ là quả trứng của mình. Nó thích câu chuyện đó bởi vì nó cũng, thứ nhất là nó cho một khái niệm về kiếp sau, hay chính xác là gọi là khái niệm về sau khi chết là gì, và nó cho luôn một khái niệm về cái ý nghĩa của sự sống là gì. Mình sống là mình, nếu câu chuyện đó có thật thì ý cho mình đang sống là để mình tích lũy kinh nghiệm. Mình sống kiếp này mình tích lũy kinh nghiệm về văn hóa này, kiếp sau mình tích lũy kinh nghiệm nào khác trong kỳ lịch sử, mình sẽ là toàn bộ, mình sẽ sống cuộc đời của toàn bộ nhân loại này, giống như chơi game vai á, mình sẽ chơi đầy đủ tất cả các nhân vật, và sau khi đi chơi hết rồi á, toàn bộ kiến thức đó của mình sẽ dùng khi mình nở ra khỏi vũ trụ này, mình sẽ tới một vũ trụ khác với một cái gì đó khác mình chưa biết, nó không tiếp tục một sự mù mờ á, nhưng mà nó hơn, ít nhất thì cái ngay trước mắt mình nó được vậy đó. Mình thấy được cái như vậy, mình hiểu được là mình sống để làm gì. Có ý. Đỡ được cảm giác mù mờ chết, sau cái chết gì xảy ra, và đỡ được cảm giác mà mù mờ mình sống để làm gì, có khi mình sống chẳng để làm gì cả. Cái suy nghĩ đó là mình bị khó chịu. Cũng đúng. Khi mình đã học hạt cát trong vũ trụ, một hạt bụi hoặc vi trùng trong vũ trụ, và cái chuyện mình sống hay không sống nó không có ý nghĩa gì hết, cảm giác đó là mình thấy khó, bị khó chịu. Nhưng mà nếu mà nghĩ theo cái idea đó thì là mình biết được là à cuối cùng mình sẽ chui ra một quả trứng. Ít ra là mình có một cái idea cho cái chuyện này đúng không? Có một idea, còn chuyện sau đó là cái gì nữa thì nó là thêm tầng tầng lớp lớp lên nữa, và thường là mình chỉ quan tâm cái gì trước mắt thôi, mình quan tâm cái sau cái chết chứ mình đâu có quan tâm là ví dụ mình chết xong đầu thai không chết nữa rồi sao đâu, mình quan tâm ngay sau cuộc đời này nó sao. Và nghĩ như vậy thì chúng ta lại có niềm tin rồi đấy, Ừ. đúng không? Cái đó mình có một niềm tin vào cái chuyện này, cũng không phải khoa học, cũng không phải tôn giáo, nhưng mình có một cái niềm tin hay là một cái gì đó thì mình đón nhận cái chết nó dễ dàng. Còn mày thì sao? Mày có nghĩ là sau này chết đi thì mình muốn cuộc đời của mày sau này như thế nào không? Kiếp sau à, thì ta vẫn đang tin câu chuyện đó, kiếp sau thì còn cuộc đời nào tôi chưa sống thì tôi sống tiếp, nếu mà được á thì được, thì nó không phải là đầu thai một cái random mà là đầu thai vô một cái cuộc sống mà nó tốt hơn cuộc sống hiện tại, tức là tốt dần 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 lên. Có nghĩa cuộc sống đầu tiên giống như là chơi game mà level 1 đi, level 1 là sẽ yếu đuối được nó chết đó, là sống đã sống cuộc đời, nhưng mình đã sống qua những cuộc đời là tệ nhất rồi, thì kiếp sau sẽ có một cuộc đời mà tốt hơn hiện tại, tốt dần 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 lên cho khi nào mà xong rồi, hy vọng vậy. Còn nếu mà random ấy, thì kiếp sau nhiều khi là sống vô mỗi cảnh, và dụ như là một người phụ nữ ở Trung Đông như vậy. Ok. Ok, để nhắc tới từ chết, không biết là tới bây giờ mày còn nghĩ tới cái điều gì nữa không? Vẫn đang là một hành trình mà đang tìm hiểu, chủ yếu là cái điều đang tập trung tìm hiểu bây giờ là các quan niệm, các suy nghĩ, các suy nghĩ nào để đủ tích cực để mình đón nhận cái chết của người, những người thân mình, chứ không suy nghĩ quá nhiều về cái chết bản thân. Tại thật ra thì trừ khi là nếu như mình chẳng may mình bị tai nạn mất, thì nó là một khoảnh khắc quá nhanh mà bản thân mình mất xong mình đâu không biết gì nữa. Nếu như mình một lúc nào mình phát hiện ra mình bị ung thư đi, mà mình cảm giác biết là thời gian sống của mình còn ngắn, lúc đó thì nó là một câu chuyện khác. Mình phải tự nghiên cứu những cái gì đó để mình chấp nhận là bản thân mình còn khoảng thời gian đó. Còn nếu như mình không không bị ung thư, không bị tai nạn, thì từ đây tới lúc mà mình chết có lẽ còn đủ xa. Mình sẽ trải qua cái chết của những người xung thân của mình trước. Đối với người thân của mình đó, thì thấy cái chết do tai nạn là khó chấp nhận, không cho mình cái thời gian để mình chuẩn bị tâm lý, nó quá đột ngột. Nhiều khi họ mình mới nói chuyện với họ ngày hôm trước và ngày hôm sau họ mất,
mình không chấp nhận được, nên mình không kịp để say goodbye với họ. Cái giá trị ung thư á, ít ra là nó cũng có cho mình thời gian, mình còn vài tháng để mình say goodbye. Nhưng mà ngược lại á, đối với bản thân mình á, cái chết do tai nạn lại là cái chết mà có thể nó nhẹ nhàng nhất cho mình. Tại mình chẳng còn biết gì để mình sợ nữa. Mình không có cần phải chuẩn bị tâm lý gì hết mà nó trôi qua cái điện. Nhưng mà nếu như mình bị ung thư thì đó là một cái sự rất đáng sợ cho bản thân mình. Hãy tưởng tượng cái cảnh là bây giờ mình nhận tin báo ung thư rồi mình còn một tháng để sống nữa. Thà là mình sống được thêm mấy chục năm nữa, mình có thời gian mình làm những chuyện mình đang làm, dù thế đó mình cũng chán rồi. Hoặc á, là đùng cái mình tai nạn chết ngang vậy á. Thì thằng nào cũng chết rồi, mình cũng đâu còn biết gì nữa đâu. Nhưng mà bây giờ nhận tin là một tháng nữa chết đi. Mình sẽ bị khủng hoảng trong cái suy nghĩ là mình làm gì trong tháng. Còn tất cả những chuyện mình đang làm thì sao? Gia đình của mình hiện giờ thì sao? Tất nhiên tất cả mọi thứ, cả những thứ mà tiếc nuối về bản thân, cái lo lắng và trách nhiệm để lại, tất cả những cái đó nó dồn lại trong mình phải xử lý trong một tháng. Tao đang hình dung là kiểu rất là nhiều cái deadline trong đầu của mình lúc đó mình phải xử lý đúng không? Đúng. Trong khi cái cơ thể là một cái hình dung khá là tưởng hình đấy. Tưởng tượng bây giờ đi làm tự nhiên là sáng thứ hai đầu tuần vô nhận tin là deadline của tháng nó dồn hết ngày hôm nay. Trong khi là phải liên năm 10 dự án. Trong khi là cái cơ thể này nó chỉ chịu được cái khoảng thời gian là chừng rất ngắn, mà cái deadline hiểu tất cả cái deadline đều phải dồn vô trong một ngày hôm đó. Mà nó không phải bản thân mình nữa, mình còn phải chịu trách nhiệm với cảm xúc của những người xung quanh mình. Rồi xong cạnh đó là sức khỏe mình sẽ yếu dần dần. Cái ung thư là cái đối với bản thân mình là nó gây tác hại, nó gây một cái sự khủng hoảng tâm lý cũng trong tất cả các cách để chết. Đôi khi tao nghĩ là cái người mà phạm nhân bị tử hình á, nhiều khi là họ còn họ chết cái chết đến họ còn thấy cảm giác nhẹ nhõm hơn là người ung thư. Họ đã qua quá trình xét xử, họ có thời gian bị giam đủ lâu nha. Theo tao hiểu thì một người từ lúc kết án lúc mà ra trường thì cũng đi có tiếp xúc gì đó là khá lâu á, cũng có tính năm á, có khi 2 năm, 5 năm, 10 năm gì á, tùy vụ án. Không bao giờ mà nhanh á, thì họ đã có một khoảng thời gian mà rất là dài để họ mà chuẩn bị cho cái chết của mình. Nhưng mà theo cái cảm nhận của tao á, thì những người ở tử tù như vậy á, thì đôi khi nếu như mà họ có một cái sự thông tuệ thì họ đã không làm phạm tội. Nghĩa là cái ta muốn nói là tất nhiên là họ cũng sẽ thông minh, nhưng mà cái sự thông minh của họ, cái sự tham sân si, cái sự mong muốn của họ nó rất là nhiều ấy. Nghĩa là họ phải xử lý cái điều đó rất là nhiều. Thì nếu như một người mà họ có thể chuẩn bị cho mình cái chết thì cái chuyện mà họ, có khi họ không phải phạm tội đâu. Nhưng mà những người phạm tội thì maybe là vô trong đó họ vẫn còn cái sự lo lắng sợ hãi tới khi mà họ tử tù á. Đúng không? Hay bị hành xử thì maybe họ cũng sẽ vẫn còn. Này nó có nhiều phân khúc lắm. có những người và những câu chuyện mình coi ở nước ngoài, những sát thủ gì đó, còn mà thời cái năm nghìn tám thập niên 1900 mấy đi, nó có những sát thủ mà ở chỗ Anh á mà bị giết người mà giết rất là máu lạnh, viết một sự thú vui sẽ hết luôn. Và vô tù và xong tử hình họ không có một cái gì họ sợ, nhiều khi đó là họ lên xếp, họ xếp thẳng một con đường cho mình vậy. Và có chút bị bắt là ok bị bắt, tử hình ok tử hình. Họ cũng thích thú với cái điều đó. Như vậy là quay lại là chúng ta phải sống như thế nào, chúng ta phải chọn cái con đường sống của mình trước thì mình sẽ dễ đón nhận hoặc là khó đón nhận cái chết hay khó hơn, đúng không? Thì tôi nghĩ ví dụ như là những người như mấy tao hồi còn nhỏ đi, khi mà nhắc tới chết thì tao rất là sợ, rất là lo lắng. Nhưng mà bây giờ ngồi đây nói thì nếu mà đã cái chết diễn ra với mình thì nó sẽ không bớt lo lắng, bớt lo sợ hơn.
quay lại câu chuyện hồi nhỏ, mình sợ cái gì quá chứ. Tao nghĩ là sợ những cái tiếng khóc, rồi sợ ma quỷ, rồi chết đi là sẽ có ma quỷ đi theo, hoặc Thì cũng sợ là địa ngục giống người ta đúng không? Mình lại mình chúng ta sợ những cái gì sau cái chết, chứ chúng ta không có, hoặc là chúng ta sợ cái nỗi tiếc nuối của những cái chuyện mà không được làm được, chứ còn không ai sợ bản thân cái chuyện chết. Đa số là mình, nếu mình lúc nhỏ thì mình sẽ sợ cái những chuyện sau cái chết, sợ những cái ba mẹ hù, sợ địa ngục này nọ. Trước khi ba mẹ kể chuyện về địa ngục thì đâu có, đâu khái niệm chết là gì đâu, đâu có sợ đâu. Mấy con vật á, mấy con vật thì nó có bản năng để nó tránh bị ăn thịt hay gì đó, nhưng mà cái tôi hiểu thì không có con nào nó thể hiện ra là nó sợ chết già hay là nó sợ chết bệnh. Nó không có thể, nó có thể hiện ra là nó không muốn sống, nhưng mà nó không có nào thể hiện nó sợ chứ. Mấy con voi á, mà nó hay có cái chỗ mình, một cái khu trong rừng mà có những chỗ ngồi nghe điệu voi á, mấy con đó là một cách nào đó nó biết cái điều đó. Khi mà nó già mà nó cảm giác được mình gần chết rồi, nó tự động đi về khu đó, nó nằm đó tự chết. Hoặc là nói con cá hồi đi, con cá hồi lúc mà nó bơi ngược dòng lên á, để nó đẻ trứng á, nó về lại nguồn nước ngọt á. Khi mà nó bơi lên đó nó đẻ xong là nó không còn sức để nó ăn nữa, nó sẽ bơi quanh quẩn ở đó, chứ lúc mà nó kiệt sức và nó chết, và cái nó chết nó phân hủy là nó lại thành thức ăn cho cá hồi con. Nếu như mà con cá hồi mà bản thân nó sợ chết á, thì nó đâu cần phải bơi lên nguồn dòng làm gì, nó cứ đang sống ở đâu cứ ở đó, và nó sống một cuộc đời của nó rồi thôi. Vậy thì có thể nên đi con vật thì ta không cảm giác là nó sợ chết. Cảm ơn mày đã đưa ra một cái câu chuyện rất là dài và rất là hay. Kiểu như tao cũng ít khi nghe những câu chuyện về cái chết như thế này. Mà tao nghĩ là podcast lần này cũng khá là dài, và bạn nhỏ nhà mình cũng cần được hỗ trợ. Đây là ta xin end cái podcast này ở đây, và hẹn là sẽ là một tập khác. Nếu mà được thì sẽ nói nhiều hơn về cái chủ đề này. Không biết là mày có muốn nói lời cuối cùng nào với cái tập podcast này của tao không? Tập này thì tôi thấy nó cũng dài hơn mức cần thiết rồi á, nhưng mà chủ đề này thì mình nói bao nhiêu nó cũng không đủ đâu. Có khi một thời gian một nữa mình quay lại mình nói, mình sẽ có những suy nghĩ khác gì nữa. Đây là câu chuyện mình có lẽ của nhân loại chứ không phải của mình. Ok, cảm ơn bạn đang nghe, và cảm ơn bạn đang ngồi đây lắng nghe tới hết podcast này. Hôm nay là một cuộc nói chuyện ngẫu hứng của mình với lại người bạn của mình, về một cái chủ đề ít khi mà một mình có thời gian ngồi bàn với những người thân xung quanh, hoặc là những người bạn bè. Bởi lẽ là nó là một cái từ cũng như là rất là kiên kỵ trong trong cái văn hóa của người Á Đông. Thì mình thấy là cũng có nhiều người nói, nhưng mà không, sẽ ít khi mà họ ngồi họ bàn lâu về chuyện này. Thì hôm nay nhân tiện tự nhiên trong đầu mình nó xuất hiện cái từ này, thì mình muốn ngồi đây làm cái tập podcast này, xem như là mình record lại những cái suy nghĩ của mình, những cái quan điểm của mình ở cái thời điểm hiện tại, với cái độ tuổi hiện tại. Maybe là trong tương lai, ở độ tuổi U40, 50 thì mình có thể có những cái suy nghĩ khác, cái thế giới quan của mình cũng thay đổi. Và mình chỉ muốn ghi nhận lại cái khoảnh khắc của khoảng thời gian hiện tại của mình, với cái mindset hiện tại thôi. Và rất vui vì bạn đã ngồi đây lắng nghe tới đoạn này của podcast. Và không biết nói gì hơn thì hẹn gặp lại thôi. Bye Bye bye. bye.